Hi. Hello mọi người, hôm nay Vi sẽ Vi và Yoli sẽ bút bon tiếp nghe không bữa là ra tay. Ồ đây. You want? Ồ. Đó. Bóc khỏi vào cái dĩa của hắn kìa. Bóc khỏi vào dĩa nha. Bỏ vô. Rồi, đúng rồi đó, bỏ vô. Bóc ra. Lần đầu tiên mà thấy trái việt quắc vẫn còn yêu cái cụ như đây luôn á. Bữa Vi mua là Vi thấy còn chùm luôn. Đó, bỏ vô, rất cái cụ bỏ ra nghe. Cái cụ bỏ ra rồi, cái cụ bỏ qua một bên. Ok. Tiếp theo. Đây là sầu riêng. Bữa là Vi mua một trái mà Vi ăn hơi muối rồi, một trái có hơi muối. Vi ăn còn hơi muối chữ nghe đây. Bây giờ ăn thử nha mọi người, cái sầu riêng này nó ngon lắm kìa. Thôi ăn cái muối nhỏ trước đi. Nó thơm. Nó dẻo, nó béo. Nó mịn mướt á. Bỏ vô là ăn to, trong miệng cũng thơm. Ngon mọi người, sầu riêng này á, ơ mẹ ăn được thì ghiền, còn ơ mẹ không được thì sẽ ghét. Bây giờ mình sẽ cho Jolie ăn thử nha. Dùng ngón nha. Ừ, miệng ngon. Lỡ. Ừ, nè, ăn thử đi. Ăn thử. Nha. Ăn miếng không, miếng không. Thôi, ăn nha. Mang hết cái việc quất nó rỗng cũng mang sầu riêng thôi. Biết mà. Rồi bây giờ bỏ ra muỗng múc đút kìa. Gặp kỳ phùng địch thủ rồi, đưa cái cục sầu riêng không cần mà múc ra thì ăn múc muỗng mua là hết muỗng nái nha. Kêu nữa nha. Nhìn rồi, nhìn rồi. Mấy bữa nay trời nắng nhót ra ngồi quá. Dạ. Đây thì. Đây. Rồi. Cái tên dừa này là Vi mua ở siêu thị luôn. Nó gọt sạch sẽ rồi. Cái này cũng mềm lắm. Mình chỉ dùng cái vật nhọn gì đó chọt vô cái lỗng ra cái đâm ổng hút cho thôi. Đây khỏe. Hồ môn mà cần nước dừa tươi cũng có hết. Vi mua để sẵn trong nhà đó.